Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng toàn thể các quay trở lại kênh Đặng Tí Nano ngày hôm nay nhé. Rồi tiếp tục video thì ngày hôm nay đây, bên Đặng Tí Nano sẽ xả các bác thanh lý những mặt hàng bom, hàng nâng cấp của khách, giá cực kỳ rẻ luôn cuối năm này. Rất nhiều mặt hàng, giá cực kỳ sốc luôn. Thì trước khi vào video, bác hãy ủng hộ cho em Đặng Tí Nano một like và nhớ đăng ký kênh cho nhé. Không vui lòng ủng hộ cho một like nào để em lấy động lực em xả tiếp các mặt hàng từ cuối năm, rất nhiều mặt hàng giá rẻ. Và anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông màu đỏ ấy để không bỏ lỡ video mới nhất em thanh lý các bác nhá. Và rồi em sẽ báo giá từng sản phẩm một các bác. Bác nào muốn sở hữu thì hãy xem hết video cho em, tránh trường hợp tua nhá. Không nhiều lúc bác cứ tua xong hỏi đi hỏi lại. Các bỏ ra 5-10 phút xem hết video cho em. Đây, rất nhiều mặt hàng luôn. Đấy, thành ý rất là rẻ luôn. Rồi đầu tiên nhá. Em sẽ đi sản phẩm đầu tiên, sẽ đi rất là nhanh thôi. Rồi đầu tiên đây. Thì ngày hôm nay em có 3 chiếc Valex FX60 Plus. Đấy, 3 chiếc thôi. Đấy, con này là lô này bị bom, con này em về được gần 200 chiếc thì bán hết rồi, còn 3 chiếc hàng nguyên hộp xốp luôn. Đây phiên bản Vanlex mới nhất 2022, FX60 Plus bản cao cấp nhá. Thì như bác đã biết cái đôi dòng Vanlex FX30 đã hay rồi, chứ đừng nói FX60, bản này cực kỳ hay, màn hình ở giữa rất là nét luôn nhá. Có điều khiển từ xa. Đấy, FX60 Plus, tiếng con này thì thực sự bắt là bao phê luôn. Đây đằng sau đây, đầy đủ cổng quang Bluetooth và chống hú rất là tốt luôn. Con này nói chống hú và tiếng echo rất là ngọt luôn nhá. Rất là đẹp, rất dễ chỉnh. Đối với con Vanlex 60 Plus này thì ai có thể chỉnh được luôn. Đấy, bản cao cấp. Và em xin báo giá luôn ngày hôm nay, còn 3 chiếc thôi. Có 3 chiếc thôi. Giá hiện nay trước em bán con này là 1.700.000, nhưng ngày hôm nay bắt đầu chốt nhắn tin ngay cho em. Chốt đúng theo mã cho em này, chốt số 1 cho em. Chốt số 1 nhắn tin qua cho em, chốt số 1 giá 1.250.000 một chiếc Vanlex 60 Plus này. Chỉ với giá 1.250.000 để vào ship tặng cái rắc bảo hiểm 1 năm. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc, chốt số 1. Đấy, nhắn tin cho em ghi rõ chốt số 1 nhé, 1.250.000, có 3 chiếc thôi, có điều khiển từ xa luôn, đầy đủ quá luôn. Đấy, ok các bác nhớ vào hội một like nhé, bắt đầu chưa like hội một like nào. Đấy, chốt số 1 cho Đặng Tín nhá, 1.250.000. Anh em chỉ cần nhắn tin qua số lại khi đúng mã theo ghi rõ chốt số 1 là sẽ có nhân viên em biết là cái chốt đó chỗ này. Đấy, chốt mã chốt số 1 cho em, 1.250.000. Ok, tiếp tục luôn. Tiếp tục các bác là dòng mic JBL URX9900, dòng này thì thực sự bác đã bán quá nhiều luôn. Thì hiện tại em còn mấy bộ thôi, em sẽ bán cho anh em giá tốt. Mua dòng mic JBL cao cấp. Em đã bán thực sự có vài trăm bộ này, em chưa bắt đầu trêu điểm gì về dòng mic này. Và đặc biệt với mức giá của nó, các bác bỏ ra nó quá rẻ luôn. Đây, tất cả mic là còn nguyên hộp như này nhá, một cái vali như này luôn. Đây, mic JBL nguyên hộp như này luôn. Đấy, tay xách vali luôn. Đây, bên trong đây. Đầu thu mic đây. JBL 9900 rất đẹp luôn. Và đặc biệt chất âm sau tiếng này tiếng rất là hay luôn, nó đủ ba giải nhá. Đây đằng sau có giắc ca lông cho anh em mình nhá. Và đặc biệt hai cái tai mic của JBL 9900 thì thôi chấm hết luôn. Bác nhìn hai cái tai mic của nó này. Nó quá đẹp luôn, tay nó rất là nặng luôn, tay đuôi chuột nhá, hàng cao cấp. Được chưa? Đấy anh em thấy đâu. Còn chất âm thì các bác yên tâm nhận hàng kiểm tra thanh toán không hay giả lại luôn. Bác nhìn hai cái tai mic của JBL này. Quá xuất sắc luôn. Và em xin báo giá luôn. Vì còn mấy bộ thôi, giá cực kỳ sốc, nguyên hộp xốp này luôn. Như một cái vali luôn. Chốt số 2 1.300.000. Chỉ 1.300.000 bích này em bao ship, bác nào chốt nhắn tin ngay cho chốt số 2 cho em. Đấy, em nào muốn sở hữu thì nhanh tay gần đi chốt số 2 1.300.000 em bao ship tận nơi. Bảo hành tất cả 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc. Đấy, chốt số 2 cho em, 1.300.000 nhá. Tất cả khi muốn nhận hàng sẽ là một hộp mic vali như này. Đấy. Anh em nhớ vào hội một like nhá, bác nào chưa like nào ủng hộ cho em Đặng Tín sub like đi nào. Đấy, có ủng hộ một like nhá và đăng ký kênh cho em. Chốt số 2 cho em, 1.300.000 mic này nhá. Rồi, tiếp tục. Rất nhiều, em sẽ đi rất nhanh thôi. Tiếp tục trước mắt của đây là những chiếc máy nâng tiếng của V3 FX66 Plus. Đây là phiên bản nâng tiếng hay nhất hiện nay ngoài thị trường. Hiện nay trên thị trường thì đây là dòng nâng tiếng hay nhất thôi. Có đầy đủ cổng quang Bluetooth, có IC giải mã cao cấp của V3 nhá, FX66 Plus. Đấy, đằng sau đây, đầy đủ cổng quang Bluetooth nhá. Có đường cắt súp đầy đủ. Và anh em mình xem ruột gan con này. Còn mấy chiếc thôi. Đây có IC giải mã cao cấp nhá. Dòng này có IC giải mã cao cấp luôn. Anh em chất của nó quá đẹp luôn. Đấy, trong bộ dàn bác hiện nay không thiếu chiếc máy lưng tiếng rồi, lưng tiếng nhạc tiếng mic. Đây một sự chọn quá để lưng tiếng nhạc tiếng mic quá là hay luôn. Có hai đúng tôi nhỏ hai bên nhá. Và em báo giá luôn ngày hôm nay sập sàn luôn, chốt số 3 bác nào muốn sở hữu chiếc máy lưng tiếng này hai chiếc thôi. Một dòng máy lưng tiếng của V3 chốt số 3 1.200.000 bao ship. Chỉ 1.200.000 chốt nhắn tin ngay chốt số 3 cho em, nhắn tin ngay cho em. 1.300.000 bao ship, 1.200.000 bao ship tận nơi, bảo hành 1 năm. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc, tặng rắc ca lông thoải mái luôn, chốt số 3 nhắn tin ngay cho em, 1.200.000.
quá rẻ các bác. Để mà nói với những mức giá này các bác không mua ở đâu được luôn. 1.200.000 thôi, một chiếc máy nước tiếng chính hãng cao cấp của B3. Đấy. 1.200.000, chốt số 3 cho em. Nhắn tin ngay cho em nhá, số điện thoại chốt số 3. Rất là nhiều sản phẩm sẽ đi rất là nhanh. Rồi. Và tiếp tục đây. Trước mắt có đây chiếc quản lý nguồn Martin. Dòng này chắc bác không lạ lẫm gì, đây một dòng quản lý nguồn cực kỳ cao cấp, em nội tín luôn. Bản cao cấp có lọc nguồn luôn. Thì nhà bác nào mà dùng sự kiện kẹo kéo hoặc dàn âm thanh trong gia đình không thể thiếu một chiếc quản lý nguồn được cắm thiết bị điện, rất an toàn. Đây, của Martin nhá. Xả cho anh em nhá. Đây đằng sau đây. Đằng sau có 8 ổ cắm và tất cả cái chân cắm bằng đồng hết. Và em bao cho em con này một cắm chặt chân nhá, nếu không chặt chân giả em luôn. Em lưu ý nhá, chứ không phải những dòng rẻ tiền đâu. Dây nguồn rất lớn luôn. Đây bên trong đây. Đây là quản lý nguồn cao cấp có lọc nguồn nhá. Đây. Tất cả đều có lọc nguồn hết, cuộn lọc nguồn hết, anh em nhìn chưa? Đều có cuộn lọc nguồn bằng đồng hết và có hai tụ vàng dập xung nên bác yên tâm về điện, lọc con này rất là sạch, không bị tự ù xè ra loa. Đấy, hàng cao cấp nhá. Có mua một chiếc quản lý nguồn lọc nguồn này ngoài thị trường không dưới 2 triệu đúng không? Nhưng ngày hôm nay em xả có 3 chiếc. Chốt số 4 cho em 1.250.000. Chốt số 4, bác nào muốn sở hữu quản lý nguồn Martin có lọc nguồn cao cấp này, chốt số 4 1.250.000 thôi. Đây. Đấy, chốt số 4 1.250.000. Em sẽ bao ship tới nơi bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc, thoải mái chưa? Chốt số 4 nha. Nghe nhìn à, quá chất luôn. Đấy, chốt số 4 cho em nha, 1.250.000 bao ship tới nơi. Cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc nhá. Ok, các bác ủng hộ cho em like nào, anh em nhớ ủng hộ cho em like và đăng ký kênh cho em nhá. Chốt số 4 nha. Rồi, tiếp tục luôn. Đây thì ngày hôm nay còn hai bộ mic JBL VM900 nguyên hộp xốp luôn. Đây. Mic JBL VM900. Một dòng mic cao cấp nha, bản mới nhất nha. Con này dòng mic tự ngắt đầy đủ luôn của JBL. Thì đây em có hai bộ bom, hai bộ hòa đây. Mà nhìn rất đẹp luôn nha. Đằng sau đây. Đấy, đầy đủ cho anh em nó sâu kẹo kéo cả rắc cả lông luôn. Đấy, rất đẹp JBL VM900. Hai tai mic của đây. À, nguyên hộp xốp luôn. Cái dòng này thì trước em bán rất nhiều rồi. Đây có hai bộ hoàn về thôi, không có nhiều anh em nhá. Tay rất là đẹp. Có yên tâm mua hàng với em nói rồi, cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc, đầy đủ chống năng phụ kiện. Nguyên hộp xốp 715 của JBL VM900 này. Bao giờ chốt nhắn tin cho em qua số lại đây. Chốt số 5 cho em. Giá trước đây em bán bộ này là 2.200.000 nhưng ngày hôm nay chỉ có 1.500.000, có đủ hai bộ thôi. Chốt số 5 nhắn tin ngay cho em. Một cơ hội quá lớn khi bác mua dòng mic này bên em, quá rẻ rồi. Chốt số 5 1.500.000. Cực kỳ rẻ luôn. JBL VM900 6 số tự ngắt luôn. 1.500.000 chốt nhắn tin ngay cho em. Chốt số 5 cho em nhá. Bộ mic cao cấp của JBL nguyên hộp này. Không ở đâu có rồi, thực sự giá quá sốc. Chốt số 5 cho em. Đấy, cứ nhắn tin qua lại cái đúng cú pháp chốt, đúng theo số cho em là có nhân viên chốt đơn thì họ sẽ biết nhá. Đấy, chốt số 5 1.500.000 em bao ship. Tuyệt vời chưa các bác? Giá quá sốc rồi. Đấy, chốt số 5 nha, 1.500.000 bộ mic này. Đấy. Và tiếp tục đây. Thì ngày hôm nay còn mấy chiếc vang TACT hàng trưng bày. Cơ lái số hàng chính hãng luôn, model TA566 nhá. Một dòng vang cơ lái số chính hãng của TACT, hàng này thì rất cao cấp rồi. Nếu bác nào mua dòng vang này bên em biết rồi. Có cả điều khiển xa luôn. Rất dễ chỉnh, con này có màn hình ở giữa rất là to cho con vang cơ lái số này. Đây đằng sau đây. Đây đủ cổng quang một thút và có 6 đường ao ra như vang số luôn, nó có 6 đường ao ra như vang số luôn. Anh em thấy biết độ chất của lòng vang này luôn. Đây mặt trước con vang này rất là đẹp. Nó rất là đẹp luôn, chống ú rất là tốt và rất dễ chỉnh luôn con vang cơ lái số này. Và đây bản mới nhất có mua ngoài thị trường một con này, nó luôn là không bao giờ dưới 2 triệu thời điểm này của con cơ lái số này. Nhưng ngày hôm nay còn 2-3 chiếc hàng trưng bày em để anh em luôn, giá chiên cuối năm chốt số 6 chỉ 1.350.000. 1.350.000 con vang cơ lái số chính hãng, em bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Bao ship tặng cái rác chốt số 6. Nhắn tin ngay cho em, chốt số 6. 1.350.000 của chiếc vang cơ lái số này. Không ở đâu có giá này có nhá. Giá này em khẳng định các bác giá tốt nhất thị trường luôn. Chốt số 6 cho em. 1.350.000. Quá tuyệt vời. Rồi các bác nhớ vào ủng hộ cho like nhá. Bác nào chưa like ủng hộ cho em là tí nữa xem like nào và nhớ đăng ký kênh nha. Anh em ủng hộ cho like nhá. Chốt số 6. 1.350.000 bao ship. Bảo hành em 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán, được chưa? Chốt số 6 cho em đoạn tín nhá. 1.350.000, quá rẻ. Đơn này số. Rồi. Và ngày hôm nay em sẽ chính thức xả tiếp với anh em những chiếc mic dây Sansui mà anh em đang hỏi hàng bên em rất nhiều. Đây là một dòng mic dây thương hiệu Nhật Bản cao cấp của Sansui nhá. Đây, dòng mic dây cao cấp luôn. Đấy, dòng này bán rất nhiều rồi.
như xốp luôn nhá. Và đặc biệt cái mic dây của nó này cực kỳ nặng luôn, phải nói nó cầm cực kỳ sướng. Nếu bác nào đã mua mic này bên em cũng biết rồi về cái chất âm của dòng này thì chắc không phải bàn cãi nhiều. Dây mic của đây dài 5,5-6m, toàn bộ là dây xịn chống nhiễu đây. Dây cho anh em bao nhiêu là dây xịn chống nhiễu nhá, dây xịn chống nhiễu. Và cho bác xem củ mic của này. Thôi chấm hết luôn, nhìn củ mic nó quá đẹp luôn. Đây, bác nhìn củ mic này quá đẹp luôn nhá. Đấy, nhìn củ mic này nó còn hay hơn, hát hay hơn loại mic không dây 2-3 triệu ngoài thị trường luôn. Các bác yên tâm là sẽ được nhận hàng kiểm tra thanh toán ngày hôm nay em xả luôn các bác. Hiện nay thị trường nó một chiếc mic dây san xui này em bán nguyên hộp xốp luôn, bán được 1,1-1,2 triệu, nhưng ngày hôm nay còn mấy chiếc thôi, không ở đâu có giá này luôn. Chốt số 7 300.000 một chiếc mic dây cao cấp này, không hay cứ giả lại thoải mái. Chốt số 7 300.000 một chiếc, không ở đâu có giá này. Tất cả một chiếc nguyên hộp 300.000, chốt số 7 cho em 300.000 một chiếc mic dây cao cấp của san xui. Anh em nào chốt thì nhắn tin ngay cho em, chốt số 7 cho em, chỉ có 300.000 thôi. Nói chung là những mức giá các bác không thể tưởng tượng luôn, không thể nào rẻ luôn. Đây, tất cả dây xịn chống nhiễu nhá. Chốt số 7 300.000. Các bác sẽ được nhận hàng kiểm tra thanh toán, nếu không hay không chuẩn cứ giả lại em Tín thoải mái. Nếu một điều các bác yên tâm khi mua hàng với em Tín. Đấy là một điều thoải mái thôi, đổi trả thoải mái. Chốt số 7 cho em 300.000 nhá. 300.000 thôi. Quá rẻ. Chốt số 7 300.000 nhá. Bao ship đôi 7-1 năm. Ok. Và tiếp tục đây thì ngày hôm nay em còn hai chiếc vang Tamashii hàng thương hiệu Nhật Bản nhá. Một dòng vang thực sự rất là hay luôn, vang Tamashii FX17 Plus. Đây một dòng vang bán rất nhiều rồi. Con này đầy đủ cổng quang Bluetooth, hàng chính hãng luôn. Đấy, và đặc biệt cái chất âm của vang rất là hay với cái tầm giá luôn. Cổng quang Bluetooth đầy đủ Tamashii FX17 Plus. Chống ú rất là tốt và dễ chỉnh. Đấy. Và em nói luôn, em chỉ có hai chiếc thôi. Hiện nay hãng nó bán con này là 1,8 triệu. Nhưng ngày nay bác là chốt nhắn thì ngay chốt số 8 cho em tặng dây giáp ca lông đầy đủ. 1,100,000 thôi, chốt số 8. 1,100,000 một chiếc vang Tamashii chính hãng. Bảo hành 1 năm, chốt số 8 cho em. Giá cực kỳ sốc em đó tí luôn. Anh em chốt phải nhanh tay, thực sự những mức giá này có không thể mua ở đâu được đâu, nó vì nó quá rẻ rồi. Chốt số 8 1,100,000. Có được sự nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc, đấy là mua hàng với em rất thoải mái luôn. Chốt số 8 cho em 1,100,000 nhá. Một chiếc vang Tamashii chính hãng này, thương hiệu Nhật Bản này. Cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ rẻ luôn. Ok, và rồi mọi chi tiêu hàng hãy liên hệ qua số điện thoại em 0916 957 888 nhé. Chốt số 8 cho em 1,100,000. Chào các bác nhé.